thiệt thôi. Và ở lượt này đội Lê Dương Vũ Lâm, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân đã chơi một cách xấu xa. Trò chơi đầu tiên này vô cùng đơn giản mà chúng ta đã từng chơi ở trên game. Mời chúng ta đi một vòng tròn. Mời thiết luật đi, go. Ở đây sẽ có rất là nhiều ô để chúng ta đứng trong đây. Và dĩ nhiên chỉ có một người duy nhất đứng ở trên vị trí chính giữa của bắp để đập những vị trí còn lại. Đội này đập thì đội kia sẽ lấy ngô. Mỗi đội có 2 phút để lấy ngô. Nếu lấy thành công trong vòng 2 phút đó, đội nào lấy nhiều hơn đội được chiến thắng. Dạ. Còn nếu như lấy được trái ngô mà vừa lấy xong bị người ta đập thì trái ngô nó lập tức bỏ lại vị trí cũ. Tôi đề nghị đổi búa này bằng búa tạ được không bạn? Không, búa này là búa tấn rồi. Bây giờ một người đứng trên đây đập thì hai người còn lại là sẽ gọi là đi chỉ điểm, coi chừng sau lưng kia. Đó, còn ba người ở dưới phải tranh thủ nha. Hiểu rồi. Quán tôi xì, đội nào ở trên trước? Tôi đề nghị Lâm Vĩ Dạ xỉn xăm với Thúy Ngân. Chị Ngân dạ ơi, cố lên. Chị ra cái gì? Nghe anh, nghe anh. Dạ. Chị Hát nghe em nghe. Vô. Nè. Cái lù. Ra cái lù hả? Lâm Vĩ Dạ, tin anh, Thúy Ngân luôn ra cái búa đầu tiên. Ồ. Chơi đi. Cẩn thận em. Mẹ kéo cho anh. 1, 2, 3. Mày em kìa, chứ không lại ăn rồi, thấy không? Trời ơi. Thấy tôi đoán đúng không, Lâm Vĩ Dạ? Tôi đoán đúng rồi nghe. Ai lên trước? Đội thắng chọn hả? Đội thắng lên trước hay xuống dưới trước? Tin luôn. Thấy chưa? Tất nhiên là đội thắng ở dưới. Ở dưới đi. Mình ở dưới đi cho tôi lên trước. Ở dưới. Rồi, bây đội này ai lên trước? Để tụi mình còn có kinh nghiệm. Sao trẻ các kiểu. Quy định nè, chúng ta lấy bắp thì phải là cái mặt phải thò lên thấp nhất là như này. Sau đó mình lấy. Trong thời gian mình lấy được rồi mà bị người ta đập là mình phải trả lại cho cũ. Khi nào mình lấy thoát thì mới được tính. Một lần một trái, chuột okay. Không tha hai trái được. Okay. 2 phút bắt đầu. Bắt đầu. Lên đi. Nè nè con nè con vừa ra nè. Vui. Anh ơi. Rồi, đi. Có giả nè, con chuột giả. Lớp giả. Hay quá. Lớp giả. Lớp giả. Lớp giả. Quýnh lại phải xuống. Cẩn thận, con chuột bự bên này nè. Lớp giả, đây đây giả nè. Đây đây giả nè. Lớp giả nè. Đổi lỗ đi, đổi lỗ đi, đổi lỗ đi. Một lần trái hả? Một lần trái, một lần trái. Đánh cho. Trả lại chứ. Lúc này đâu có người đâu. Lúc này đâu có người đâu. Trả lại cho. Trả lại cho. Trả lại cho. Anh đi xuống. Trả lại mà. Lên dạ, lên dạ. Đây nè. Đạo Vinh, Đạo Vinh, Đạo Vinh. Chị Ngọc cầm hai chữ. Ai quýnh hướng ở này nè. Bên này ai quýnh?
Chết. Cho em một người đánh thôi chứ hai bạn cùng với chị. Đó là ăn gian vừa vừa thôi. Ủa sao nhiều vậy? Rồi đứng vào vòng cung nào. Nhiều chứ trời, tôi tu chân cắp ăn trộm còn kêu không nhiều. Vậy cứ bình lợi là vô phường là thấy tên em trong phường đó. Đánh liên tục luôn. Thưa quý vị, sau 2 phút vật vả với những chú chuột và ở trên đó là ba tay búa đập liên tục. Tay búa đau đớn nhất là tay búa Lê Dương Bảo Lâm. Đập với thái độ hàng học. Ác dễ sợ. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 9, 4, 10, 4, 1, 4, 2, 3, 45, 45, 45 với 4 là 49, 49, 45 với 4 là 46. Chúng ta chờ đợi đội tiếp theo sẽ mang về bao nhiêu quả bom. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, 2 phút đội Tiến Luật đã có nhiều cái kế hoạch để phân tán sự chú ý của những người đặt ở trên và mang về 49 quả ngô. Bây giờ với sự nhanh nhẹn ở dưới này thì để xem họ phân tán lực lượng như thế nào. Trên 49 là thắng, còn dưới là thua. Và bị thua ở cái vòng này, mình thua vòng sau nữa thì coi như là ở cuối chương trình bị phạt rất nặng. Anh Luật đánh thử em một cái để coi cái lệnh. Một cái để coi cái lệnh. Ok không? Dạ anh đánh nhẹ thôi. Em nói là anh đánh thì thử vào đây nè để em nghe cái lực của nó như thế nào để em biết. Ổn. Đau nha. Hồi nãy em đánh tôi như vậy. Ngay con mắt nè em, ngay con mắt nó cứng vô đầu thấy không em? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Mà em cái mặt của em nè. Lên đi. Nhớ hoài luôn. Rồi xuống nào, xuống. Hồi nãy Lâm ăn ké nhiều lắm, bây giờ mình sẽ cho ké lại. 2 phút bắt đầu. Anh Vinh kìa, anh Vinh lấy mẹ. Trả lại. Xuống cạnh. Trời ơi, chơi nhiều quá kìa. Không thể tưởng tượng nổi ở trong cái lòng này. Một cuộc hỗn chiến đang xảy ra trong lòng này. Không thể tin được. Không thể tin được. Ngân đã chơi một cách xấu xa. Đó. Cái vậy? Chơi đó trời ơi. Chơi bình nổ đạn. Do mấy người này tràn vô lỗ tụi em chứ bộ. Sao tràn vô lỗ? Lấy một cục như vậy mà tràn khúc tràn vô lỗ. Hồi nãy người ta giao là lấy cây búa. Đây là cái cô rồi thưa quý vị. Để chúng tôi thực hiện quy
quy trình quay phim đúng chuẩn của những chương trình như này, nhưng các anh chị ấy đã lấy và tính gọi là đem về nhà cho các cháu dùng. Nó ăn luôn kìa. Chúng tôi quyết định đòi tiết luật thắng 1-0. Ủa sao vậy? Có liên quan gì đâu, ăn gian quá. Hồi nãy quy định là lấy cái búa ịnh vô đầu, chị Ngọc chỉ lấy nguyên cái tích chị ịnh vô đầu, sao mà được tính anh? Đúng rồi, một lúc ba người chàng sẽ bây giờ luôn. Đúng rồi, ba người ăn gian leo lên là anh sẽ lấy anh ấy vậy. Mấy bạn nói ăn gian, tụi em mới trang hoài. Không có nha, Thảo. Trời ơi, con là phải lừa đầu các bạn thôi. Em dám phản đối hả? Em lừa được tấm mắt gì nè, có ai nói không? Hồi nãy mọi người có một đống mắt để tham gia. Tại sao lột dài tôi? Tại sao lột dài tôi? Tại sao lột vớ tôi? Tại sao bắt cóc luôn cả người nhà của tôi? Ăn cắp đồ của chương trình. Những cái đối tượng này không nên mời tham gia game show nữa. Chứ mời đi đâu? Mời lên phường. Đi vô mà ăn cắp rồi bắt cóc người ta nữa. Thưa quý vị, quyết định cuối cùng vẫn là đòi chiến lược thắng 1-0. Và cái game thứ hai là lợi thế nghiêng đội mình luôn. Lợi thế nghiêng đội tôi. Game gì anh? Game gì anh? Không biết, nhưng mà game này dành cho những người chân thật. Chân thật. Trời, nếu nói về chân thật, đội tôi có thừa. Wow. Tụi tôi là những con người đã hoàn lương. Sau một thời gian đi trường đi dạy rồi. Nói chung là hình phạt hôm nay rất là tệ nha, cho nên mọi người cẩn thận.